Nước chanh các bạn ơi, cũng như thường lệ là vào mâm là phải 1-2-3 vô để cho có khí thế này, ăn cho nó ngon miệng các bạn. 1-2-3 vô, 2-3 vô, 2-3 uống. Mời các bạn thưởng thức cùng gia đình mình nha. Mời các bạn cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Vừa bánh ướt vừa bánh hỏi các bạn. Chấm ngon quá. Uống lắm, uống lòng. Kia là có nước sốt mayonnaise với lại tương ớt các bạn, dùng để chấm dưa leo và xúc xích. Sáng sớm mà mình dậy sớm là mình làm được cái món lòng heo này rất là ngon. Nhưng mà mình có một cái clip làm về chồi heo rồi các bạn, nên mình không có làm lại cho các bạn xem nữa. Cả thịt, cả rau củ quả các bạn nhé, cà chua, dưa leo, đậu phụ. Đây bánh hỏi nha. Bánh hỏi và bánh ướt thì có hẹ phi này với lại hành phi nên là rất là thơm. Mắm ngon các bạn, thả vào luôn mà ăn cũng rất là ngon. Nước mắm này pha nhạt nhạt này bỏ qua luôn. Ngon các bạn, lâu lâu ăn một bữa như thế này ngon, thay đổi khẩu vị. Cà chua này, đi hôm rồi đi đảo vui không? Đi đảo vui không? Mấy người đông người không? Có một người. Vui rồi. Thả đâu đi ba hồi hả? Cái đảo xuống. Cái gì? Của đá dòng. Cái gì? Đá dòng. Đá dòng đông người không? Đi đông người không? Gặp cho bố mẹ người đi. Người đi. Đừng gặp đục quân đó nha. Gấp như chút chút là gấp giỏi nhé.
Có đưa liều đi không? Nó ở có một buổi trưa rồi. À. Cầm bạc đi chạy. Ừ. Xúc xích dẻo quá không? Yên. Làm thiên nhiên à? Dạ. Ba người nhưng mà rất là nhiều các bạn ạ. Thoải mái luôn. Cái lòng nó rất bùi tân. Có rau thơm, có độc phẩm, có dồi và gia vị các bạn, nên là ăn nó ngon, nó thơm, nó bùi lắm. Mình có một cái clip chia sẻ về làm dồi các bạn, nên là bạn nào mà thích ăn dồi thì vào kênh của mình nhé và tìm kiếm cái món dồi heo là nó ra các bạn. Xong rồi tỉa bông tỉa hoa tí để chiên lên cho nó đẹp các bạn, nở bông nở hoa cho đẹp. Quả lắm. Ủng hộ nhà bếp nào, ăn mạnh lên. Đĩa khổng lồ. Ăn gà chua chứ. Đẹp da. Đẹp da các bạn. Với lại gà chua hôm nay cũng đắt lắm chứ không phải rẻ đâu. Đông buồn bơm. Mấy chục nghìn ký. Nha Trang đang bước vào mùa mưa các bạn. Mình vẫn du lịch tốt. Mùa mưa Nha Trang, mùa mưa ít mưa lắm. Chỉ mưa buổi đêm, chiều tối tí.
Còn người chỉ ngồi giờ có chỗ đi học về không? 5 giờ chiều hả? Ừ. 5 giờ. 4 rưỡi em bắt đầu em mưa làm tan rồi. Cũng may là Nha Trang mưa nhanh tạnh. Bánh ướt là bánh hỏi mà có hành phi này, có hẹ nữa, thơm mà ngon lắm các bạn. Thì nước chấm là tuyệt vời. Nước chấm mà mình họ cũng có nước chấm nhưng mà mình không lấy nước chấm của họ mà mình tự làm nước chấm nên là ăn vừa miệng rất là ngon. Cảm ơn các bạn nha, hôm nay mình bận đi làm nên là mình dừng ăn ở đây. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Cảm ơn các bạn. Tí nhờ mình đi làm các bạn ạ, nên là đi làm không muộn. Bánh ướt bánh hộp cũng ngót rồi. Nói chung mâm nó cũng quay nhiều chứ. Ừ. Ngon quá. Không ăn nhiều. Ngon lắm. Ăn cho no rồi kết thúc. Còn ba hai vợ chồng ăn một số món nữa. Ngon quá, ăn thêm. Lâu lâu thì thay đổi khẩu vị các bạn ạ, để cho gia đình mình ăn nó ngon miệng hơn, không bị ngán. Mỗi ngày một món ngon. Đến giờ phút này vẫn thấy ngon. No rồi vẫn ngon. Ngon lắm. Món ngon thọc tưởng. Món ngon ăn đốn thêm. Mình rất là cảm ơn có nhiều bạn mà mình công chiếu á, là xem từ đầu cho đến cuối đến hết thì thôi. Có mấy chục bạn lúc nào cũng xem cho đến từ đầu cho đến cuối luôn. Nhiều lắm. Nhiều. Nên là mình gửi lời cảm ơn chung.
những bạn nào mà mình hay xem công chiếu của mình cũng như các cái video mà mình đăng các bạn xem muội cũng được, miễn là các bạn xem ủng hộ mình là vui rồi. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nếu mà lập kênh ra mà không có các bạn ủng hộ thì khó mà thành công lắm. Nên là được như ngày hôm nay là cũng nhờ các bạn công rất là lớn. Chứ chỉ một mình mình, một gia đình mình là cũng không làm nổi đâu các bạn nha. Làm YouTube là vậy đó, phải có tất cả các bạn ủng hộ nữa. Đến đây thì gia đình mình ăn thì cũng no rồi, và chỉ còn một ít thức ăn đâu, một mâm đầy u nụ luôn, nhưng mà bây giờ cũng đã vơi rồi. Thì mình nâng ly để kết thúc món ăn ngày hôm nay và cũng tạm biệt các bạn. Đây, 1, 2, 3 vô, 2, 3 vô, 2, 3 dừng. Hai người vẫn vô to. Chanh. Ăn xong uống nước chanh rất là phê. Thì các bạn ơi, video của mình đến đây cũng đã dài rồi nhé. Và gia đình mình ăn cơm thì cũng đã no rồi. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi hết video của gia đình mình nhé. Các bạn xem kênh của mình nếu yêu thích mình, cũng như là yêu thích cái món ăn ngày hôm nay mình chia sẻ, thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh nhé. Tiện tay thì cho mình một like này. Và các bạn nhớ là chia sẻ cho bạn bè này, gia đình mình cùng xem và cùng làm những món ăn ngon giống kênh ẩm thực 365 nhé. Cuối cùng thì các bạn cũng đừng có quên là hãy ấn cái chuông ở bên cạnh nhé, để kênh 365 mà ra tập mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên và không phải đi tìm kiếm các bạn nha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn video sau nha. Tạm biệt các bạn.